Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua nha. Ngày hôm qua chúng ta đang học dở dang Discourse Marker. Discourse Marker của chúng ta có cái chức năng là tổ chức lại những gì mà chúng ta nói, là bắt đầu cuộc nói chuyện, kết thúc cuộc nói chuyện, thay đổi chủ đề. Rồi cái cuối cùng là sắp xếp lại những gì mà chúng ta nói. Và ngày hôm qua mình đã bàn rồi đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua một cái chức năng nữa là Discourse markers that monitor what we say. Có nghĩa là những từ mà tăng tính mạch lạc sẽ monitor cái mà chúng ta nói. Monitor là gì mấy bạn? Monitor, mình tra nha. Monitor có nghĩa là giám sát, mà không biết dịch sao chỗ này cho nó hay. Monitor, động từ. Monitor, dò lại, xem và kiểm tra thứ gì đó trong một giai đoạn, một thời gian, để mà xem coi nó phát triển như thế nào và thay đổi những cái và thực hiện những thay đổi cần thiết. Track, track là lần theo, dò theo. Lần theo, dò theo đó mấy bạn. Nó còn những cái nghĩa khác, nhưng mà mình thấy cái nghĩa này là lần theo, dò theo, kiểm kê lại. Nè, nè, mình đọc tiếp cái chữ monitor này nó có giải thích cho mình. As we talk, we monitor or listen to what we are saying and how our listener is responding to what they hear. Khi mà chúng ta nói thì chúng ta monitor là kiểu như là mình theo dõi cái cuộc nói chuyện, hoặc là mình nghe cái mà chúng ta nói và cách mà người nghe phản hồi cái mà họ nghe được. We often rephrase and change what we say, developing on how our listener is responding. Chúng ta thường xuyên lặp lại những cái cụm từ, lặp lại những cái cụm từ và thay đổi cái mà chúng ta nói dựa vào sự phản ứng, cái cách mà người nghe người ta phản ứng. We use words and phrases such as well, I mean, in other words, the thing is, you know what I mean, you see what I mean is. Đó. Chúng ta thường sử dụng những cái từ hoặc cụm từ như là well, I mean, tôi ngụ ý rằng, in other words, là nói một cách khác, the thing is, cái điều mà tôi nói là, ý tôi là, you know, bạn biết đấy, you know what I mean, bạn biết cái, hiểu được cái mà tôi muốn nói ở đây, you see, bạn thấy rằng nè, what I mean is, điều tôi muốn nói là, saying something in an other way là nói thứ gì, nói điều gì đó theo một cách khác. Sometimes we talk, we add phrases to show our listener that we are going to rephrase, repeat or change what we are saying. Là đôi khi khi mà chúng ta nói thì chúng ta thêm vào những cụm từ để cho người nghe thấy rằng chúng ta sắp diễn đạt lại từ nào đó, hay là lặp lại, hay là thay đổi cái mà chúng ta đang nói. Mình tra chữ rephrase cho mấy bạn xem nha. Rephrase có nghĩa là
nói hoặc viết thứ gì đó mà sử dụng từ khác để mà cái ý nó rõ hơn. Mình đọc cái ví dụ này ha. I suggest you rephrase that remark. Là tôi đề nghị bạn nên thay đổi cái cách dùng từ cho nó rõ hơn. Rephrase là nói lại, dùng nói lại cho rõ đó mấy bạn. Rephrase là nói lại cho rõ cái bình luận đó. Remark nó cũng như là comment vậy thôi. Rồi. Right, these disclaimers help to make what we say clearer for the listener. Là những cái từ tăng tính mạch lạc này sẽ giúp điều mà chúng ta nói rõ hơn cho người nghe. Had to leave early. What I mean is, I hated the show. It just wasn't fun. Kiểu vậy. Tôi phải đi ngủ sớm thôi. Ý tôi là tôi ghét cái chương trình này quá. Tôi thấy nó chẳng có vui tí nào. You exercise regularly. You have a good diet and you don't have too much stress. In other words, I think you have nothing to worry about. Your health seems very good. Cái này giống như là một chuyên gia tâm lý nói chuyện với bạn nè, hay là một bác sĩ nói chuyện với bạn. Bạn tập thể dục thường xuyên, bạn ăn uống điều độ, ăn chế độ ăn uống tốt và bạn không có áp lực căng thẳng gì hết. Thì nói đơn giản nè, tôi nghĩ là bạn không có vấn đề gì phải lo ngại đâu. Sức khỏe của bạn rất là tốt. I found a house I like to buy. Well, it's an apartment actually. It's ideal for me. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được một cái nhà mà tôi muốn mua rồi. À, nó là một cái nhà, một cái căn hộ. Thực ra nó là một cái căn hộ. Nó lý tưởng cho tôi lắm. Vậy là mình đã học được cái chức năng đầu tiên là nói thứ gì đó, nói điều gì đó theo một cách khác. Là mấy từ này nha mấy bạn. In other words, mình thấy từ này là hay dùng nhất nè. What I mean is actually đó, kiểu như là mình nói cái gì đó xong mình nói rõ ra hơn rồi mình dùng những cái từ này. Rồi, mình qua cái chức năng nhỏ thứ hai của cái nhóm 2 này. Shared knowledge là kiến thức được chia sẻ. When we talk, we think about how much knowledge we share with our listener. Khi mà chúng ta nói, chúng ta nghĩ về cái lượng kiến thức mà chúng ta chia sẻ với người nghe. We often mark what we think is old. Chúng ta thường đánh dấu những gì mà chúng ta nói là cũ rồi. Shared or expected knowledge with you know and we mark new knowledge that we see as not shared with the listener with phrases like see, you see, the thing is. Là chúng ta thường đánh dấu những cái mà chúng ta nghĩ là nó là kiến thức cũ, kiến thức được chia sẻ rồi, hoặc là kiến thức mà đã được hai bên expected là expected là sao ta? Tại vì expected có nghĩa là trông đợi, nhưng mà trong trường hợp này là không phải trông đợi, là cả hai đều đã biết được rồi. Expected, cái gì mà mình expected được rồi là mình đoán là nó là như vậy rồi, mình không có bất ngờ gì hết. Expected. Expected có nghĩa là mình dùng cái nghĩa là sao ta? Expected.
Là tin cái gì nó sẽ xảy ra rồi, hiểu không? Là nghĩ hoặc là tin cái gì đó đã xảy ra, nên là khi mà nó xảy ra thì mình cũng bất ngờ gì hết. Có nghĩa là đã được trông đợi rồi, những cái kiến thức mà đã được trông đợi từ hai phía rồi. With you, with cái từ này, với cái discourse marker, you know. Và chúng ta đánh dấu những cái kiến thức mới mà chúng ta thấy là chưa có được chia sẻ với người nghe, với những cái cụm từ như là see, you see, the thing is. Đó, ở đây mình học là có you know nè, see, you see, the thing is. Yeah, mình đọc ví dụ nha. You know, hiring a car was a great idea. Bạn biết đấy, bạn biết không? Đó, bạn biết không? Kiểu như là mình nói một cái kiến thức mới, một cái ý tưởng mới cho những cái đám bạn của mình là thuê một cái xe hơi thì là ý tuyệt vời đó. Đây người giải thích nè: The speaker and the listener know about hiring the car. À, là cái này là người nghe, người nói và người nghe đã biết về cái việc thuê xe rồi. Đây là bạn này lặp lại cái ý là cái việc mà mình thuê xe thì làm bạn khen khen thêm. Rồi mình đọc ví dụ tiếp theo là đoạn hội thoại nha. Why don't you come and stay with me when you're in Lisbon? It'd be difficult. I have to be back in Dublin by Friday. You see, my sister is getting married on Saturday, so I won't have time to visit. Tại sao bạn lại không đến và ở với tôi khi mà bạn ở Lisbon? Rồi bạn này nói là it be difficult, nghĩa là nó sẽ hơi khó một chút, tại vì nó sẽ hơi khó tại vì tôi phải trở lại Dublin vào thứ bảy, trước thứ bảy. Chữ này là bye đó bạn, nói chung là trước thứ bảy. Bạn thấy đấy, chị của tôi sắp đám cưới vào thứ bảy, này là thứ sáu nha, trước thứ sáu. Bạn thấy đấy, chị của tôi sắp sửa đám cưới vào thứ bảy, cho nên tôi không có thời gian để mà ghé thăm cái người bạn này ở Lisbon. You see, là đây là nói ra một cái kiến thức mới chưa có được chia sẻ, là cái việc mà chị bạn này có đám cưới thì cái bạn này chưa có biết, bạn ba chị bạn B đám cưới thì bạn A chưa biết. B assumes that A doesn't know about her sister's wedding. B cho rằng A không có biết về đám cưới của chị của cô ấy. B là con gái các bạn. Her sister's wedding. Đây là một thông tin mới. This is new information. Yeah, mình học xong một cái nhóm chức năng mới nữa rồi. Là chức năng này là nó sẽ dõi theo, nó sẽ lần, nó sẽ nói chung là nó Discord marker này nó sẽ giám sát cái bạn nói, mình tạm dịch vậy đi, giám sát cái bạn nói là sẽ cho người ta biết được là bạn đang nói cái điều gì. Đầu tiên sẽ là nói thứ gì đó theo một cách khác bằng cách dùng những từ như là what I mean is, in other words, actually. Rồi cái tiếp theo là thể hiện là cái kiến thức đó đã được chia sẻ rồi hay là kiến thức đó là kiến thức mới. Như là được chia sẻ rồi thì mình dùng you know, chưa chia sẻ thì mình dùng see, you see, hoặc là think, the thing is. Đó, đây, ví dụ của you know, ví dụ của you see. Rồi, cái chức năng tiếp theo là discourse markers as responses. Thì mình sẽ trao đổi với các bạn vào ngày mai ha. Là chức năng này là gì đây? Ngày mai mình sẽ dịch cho các bạn nghe ha. Rồi, mình sẽ qua cái
tiếp theo là xem thêm về cái bảng điểm speaking. Speaking, 7 điểm speaking thì những cái phần còn lại nó sẽ như thế nào? 7 điểm speaking. Mình hôm qua mình đã làm xong cho mấy bạn phần lexical resource của điểm 7 speaking rồi. Là sự cái ý cuối cùng sẽ là sử dụng paraphrase một cách hiệu quả. Hôm nay mình sẽ nói với mấy bạn về grammatical range. Phải không ta? Nhấn âm gì có đúng không? Grammatical có đúng không? Đúng rồi. Grammatical. Grammatical. Grammatical range and accuracy. Có nghĩa là sự đa dạng về ngữ pháp và sự chính xác. Sự chính xác. Sự đa dạng, sự chính xác khi mà dùng ngữ pháp. Rồi, để được 7 điểm thì chúng ta cần nè. Uses a range of complex structures with some flexibility. Thì chúng ta phải sử dụng một cái mức độ đa dạng. Những cái kiến trúc, những cái cấu trúc câu. Nó, những cấu trúc câu phức. Complex là phức tạp. Những cấu trúc câu phức chứ không phải là câu những cấu trúc câu giản đơn nữa. Ví dụ như although, những cái câu cấu trúc câu nào mà nó có hai mệnh đề đi với nhau. Một câu mà nó có tới hai mệnh đề đó, như là mệnh đề quan hệ, như là mình sử dụng thêm mình sử dụng mệnh đề quan hệ and mình sử dụng những cái như là although, because đó, thì mình sử dụng những cái cấu trúc như vậy gọi là complex structures with some flexibility, với sự linh hoạt. Frequently produces error-free sentences. Thường xuyên cho ra, nói ra những cái câu mà không có lỗi. Though some grammatically mistakes persist. Tuy nhiên có một vài cái lỗi ngữ pháp persist. Persist là sao ta? Persist không là kiểu persist to continue to do something despite difficulties. Nó có nghĩa là continue to exist, có nghĩa là vẫn còn hiện diện. Persist. Mình đọc một cái ví dụ ha. If the symptoms persist, consult your doctor. Mình dùng cái ví dụ này ngắn nè, dễ hiểu nữa. Là nếu mà những cái triệu chứng nó vẫn còn tiếp diễn, còn hiện ra, còn xuất hiện, thì tư vấn bác sĩ của bạn. Rồi, vậy là mình dịch xong cho mấy bạn về cái phần này luôn rồi. Mình nhớ là những cái tiêu chí này nha, mỗi cái là nó có ba cái gạch đầu dòng như vậy. Ba cái gạch đầu dòng, bên đây là hai, bên đây còn có một thôi. Rồi mình nhịch nốt để mình chốt với mấy bạn cái phần mô tả làm sao để được 7 điểm IELTS speaking nha. Về pronunciation là sự phát âm. Shows on the positive features of Bansit and some but not all of the positive features of Band 8. Nói cái này ngắn nhưng mà thực ra nó dài nha. Là thể hiện được tất cả những mặt tích cực của điểm 6 và một vài nhưng không phải là tất cả những cái mặt tích cực của điểm 8. Vậy là để mà hiểu được cái điểm 7 này thì chúng ta phải đạt được hết cái điểm 6 này nè mấy bạn. Đạt hết điểm 6 này thì chúng ta mới được lên điểm 7. Và chúng ta cũng phải có một vài nhưng mà không phải tất cả những cái mô tả của cái điểm 8. Rồi bây giờ mình đọc cái điểm 6 trước thì mình đọc cái điểm 8 cho mấy bạn hiểu nha. Điểm, để được điểm 6 thì uses a range of pronunciation features with mixed control. Sử dụng đa dạng
những cái feature, những cái đặc điểm phát âm với cái sự kiểm soát đa dạng, chữ mix này không biết nghĩa là cái gì. Mix có nghĩa là gồm nhiều yếu tố. Chọn gồm nhiều yếu tố. Mixed school là trường mà có cả nam và nữ. Nói chung là mình tạm dịch nó là sử dụng sự phát âm với cái sự kiểm soát một cách nói chung là cũng có đúng có sai. Như vậy mix là có đúng có sai. Show some effective use of features, but this is not sustained. Cho thấy rằng việc sử dụng một vài cái đặc điểm của việc phát âm đó, một vài đặc chi tiết phát âm, đặc điểm phát âm thì được sử dụng hiệu quả những cái sự phát âm, nhưng mà this is not sustained, là nhưng mà cái điều này nó không có được duy trì, phong độ nó chưa ổn định. Can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times. Nhìn chung thì có thể hiểu được thông suốt từ đầu tới cuối, throughout. Tuy nhiên, một số từ đơn lẻ thì bị phát âm sai, hoặc một vài âm thì bị phát âm sai làm cho giảm cái độ rõ đôi chút, làm cho giảm cái độ rõ đôi lúc. Rồi, nếu mà mấy bạn đạt hết cái này đi, đó là mình được 6 điểm. Ha. Nhưng mà điểm 7 thì muốn được điểm 7 thì đâu thể nào mà đạt hết cái này không thôi được. Phải thêm một chút nữa ở trên đây là điểm 8 nè. Đạt thêm một ít nữa thì chúng ta sẽ được 7 điểm. Điểm 8 là sao đây? Uses a wide range of pronunciation feature, là sử dụng cái những cái đặc điểm đa dạng, những cái đặc điểm đa dạng của việc phát âm. Mấy bạn biết là mình phát âm thì mình có rất là nhiều yếu tố, như là về lời lên giọng, xuống giọng nè, phát âm chữ từ cho nó đúng nè, rồi nhấn âm sao cho nó đúng nè, rồi câu hỏi thì mình thường lên giọng khúc cuối, câu khẳng định thì mình hay xuống giọng khúc cuối, rồi các cái gì nữa ta. Nhìn chung thì đặc điểm của phát âm thì nó như vậy. Khi nào để không mình xem coi trong cái bài bài hướng dẫn của Future Learn Understanding IELTS, người ta có hướng dẫn mình nhiều hơn về cái sự phát âm này không nha. Rồi, tiếp tục là sustains flexible use of features with only occasion lapses. Duy trì được cái việc sử dụng những cái đặc điểm phát âm một cách linh hoạt, cùng với đôi lần mà nó lapse, có nghĩa là sao ta? Nó chồng lên nhau à? Lapse là a small mistake, especially one that is caused by forgetting something or by being careless. Là những cái lỗi thiếu sót nhỏ, cái này dùng dịch là thiếu sót nha. Momentary là ngắn. Cái này là tính từ của moment. Moment là ngắn, trong khoảnh khắc thôi. Một cái lỗi nhỏ xíu ở trong khoảnh khắc thôi, ở trong cái
chung kết đã set course her trong cái final set, trong cái gián cuối đã khiến cô ấy phải trả giá bằng cái trận đấu, có nghĩa là một cái lỗi nhỏ thôi đã khiến cô ấy phải thua thua trong lúc thi đấu rồi. Là mình nhớ cái từ mình học là lapse. Lapse. Lapse có nghĩa là thiếu sót, lỗi nhỏ. Rồi, chỉ với những lỗi nhỏ đôi thi thoảng thôi. Occasional là sometime đúng không các bạn? Is easy to understand rule out. L1 accent has minimal effect on intelligibility là sao? Là dễ hiểu, xuyên suốt. L1 là cái gì mình không biết. L1 accent has minimal effect on intelligibility là cái âm mà mình phát ra đó, accent, cái giọng nói thì có cái hiệu ứng rất là nhỏ trong cái việc intelligibility, việc hiểu hết ta. Intelligibility. 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 Từ này dài quá ha mấy bạn ha. Intelligibility. Các bạn ghi âm là intelligibility. Là cái sự thật mà được hiểu một cách dễ dàng. Neruda became so popular due to the quality and intelligibility of his poetry. Neruda trở nên nổi tiếng bởi vì chất lượng và cái sự dễ hiểu trong những cái bài thơ của ông, cái cách làm thơ của ông. Rồi. Vậy là cái giọng của mình, cái giọng nói, cái giọng lúc mà mình nói tiếng Anh đó, accent, thì có cái hiệu ứng nhỏ trong cái việc giúp người ta dễ hiểu. Rồi, vậy là mình đã xem xong cái phần band 7 descriptors, có nghĩa là speaking nè, là mình đã xem hết cho mấy bạn phần 7 điểm của phần thi nói rồi. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng ghi nhớ những cái điều này ha. Nhớ được cái gì thì mình ráng mình áp dụng cái đó để mà mình được cái số điểm mà mình mong muốn. Rồi, vậy là cái này xong. Chúng ta trở lại cái trang web quen thuộc là futurelearn.com. Sign in này. Rồi, mình tiếp tục với khóa học nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái video review of week 1, là chúng ta sẽ có một cái video ôn tập lại những gì mà chúng ta học được của tuần 1. Mình đọc cái mô tả này một chút ha. Lead educator Alistair Whittleson looks back at some of the main talking points of this week in a short video. Add your comments and questions below. Là cái nhà giáo dục chính của cái khóa học thấu hiểu IELTS này là ông Alistair Whittleson thì sẽ nhìn lại những cái
Điểm chính đã được nói trong cái tuần này, ở trong cái video ngắn này, và bạn hãy thêm cái bình luận của bạn và những cái câu hỏi ở phía bên dưới nhé. Rồi, bây giờ mình xem video đi rồi mình dịch tiếp ha. Welcome to the week video for week one on understanding IELTS. I'm Alistair, lead educator on the... Là mới vào thì ổng chào mừng đến cái video review này thôi. Rồi sau đó là ổng giới thiệu về bản thân. Ổng là tên gì mấy bạn nhớ không? Alistair with Dawson. Mình nên tập thói quen là nhớ tên người nước ngoài nha. Vì lúc mà mình nói chuyện với nhau thì mình quên tên người ta thì cũng kỳ. Tên người Việt mình cũng phải nhớ, tên người nước ngoài mình cũng phải nhớ khi mình nói chuyện với người ta, đúng không? And I'm delighted with the fantastic start we've had. Và tôi rất là sao ta? Rất là vui, rất là khi mà chúng ta đã có một cái khởi đầu rất là tuyệt vời. We have participants from all over the world and I've really enjoyed finding out about where some of you come from. Rồi, rất là vui khi mà mọi người ở khắp thế giới đều học cái khóa này và ông rất là hào hứng khi mà biết được các bạn đến từ đâu. Thanks for participating in the comments section on the steps. This is a great way for you to get to know each other and the educators. Rồi, ông nói là cảm ơn vì đã bình luận. Đây là một cái cách tốt để mà mình biết những người học khác và cũng là biết về những nhà giáo dục, những educator. So many great posts that we can't reply to all of them, unfortunately, but all the educators log in every day to find out. À, là ông nói có rất là nhiều comment thì không thể nào mà rất là nhiều comment hay, nhưng mà ông không thể nào mà trả lời hết được, nhưng mà cũng cố gắng là đăng nhập mỗi ngày để mà how you're getting on. We've had... Để mà xem coi cái tiến trình của mọi người như thế nào. Over 18,000 comments on step 1.1 alone. If 18.7 có nghĩa là 15.000, 18.7 nữa. Nhớ nghe lại coi ông nói số nào đây nha. Just log in every day to find out how you're getting on. We've had over 18,000 comments on step 18,000. Mình nhớ không nghe được, trời ơi. Find out how you're getting on. We've had over 18,000 comments on step 1. We had 18,000 comments. We had 18,000 comments. Là 18,000 cái bình luận ở trong cái phần 1 hay gì đó. Point 1 alone. If you see that someone's asked a question that you... 1,000 comments on step 1.1 alone. On step 1.1 alone là chỉ một cái step 1.1 thôi mà đã có 18,000 cái bình luận rồi. If you see that someone's asked a question that you can help with, why not post a comment yourself? Là nếu mà mình thấy cái comment nào mà mình có thể giúp được thì tại sao mình lại không comment giúp người ta, đúng không? Also, click like when you see a really interesting question or post. Rồi, ông kêu mình là nhấn like cho cái comment nào mà nó thú vị. And that way other people can find it more easily too. Và những cái người khác người ta cũng sẽ dễ dàng tìm được cái comment thú vị nhờ cái việc mà mình nhấn like. In the first week we focused mainly on the structure of IELTS, how it's... Rồi, ở trong cái phần 1 thì chúng ta tập trung chủ yếu vào cái cấu trúc của bài thi IELTS. And how we can prepare for it. Và cách mà chúng ta có thể chuẩn bị cho nó. So I talked about exam stress, which is something I think most of us have experienced at one time or another. Right. Chúng ta đã nói về cái áp lực thi cử là hầu hết chúng ta đều phải trải qua cái đó, đúng không nè? Elena posted a very popular checklist for dealing with nerves. You can find the link below this video. My favorite piece of advice was number 4. Don't try to learn anything in the language, which is something I think most of us have experienced at one time or another.
Elena posted a very popular checklist for dealing with nerves. You can... Đoạn này mình không nghe được. ...have experienced at one time or another. Elena posted a very popular checklist for dealing with nerves. You can... Check and dealing with nerves. À, là... Nerves. Check and dealing with... And dealing with nerves. Là sự lo lắng. Cái từ này mình ít gặp. Nên là mình cũng... Mình nghe nó không mấy lần mới ra. ...have experienced at one time or another. Elena posted a very popular checklist for dealing with nerves. Elena posted a very popular checklist for dealing with nerves. You can. Kiểu như là họ cũng đã đăng lên cái cách mà để mình xem lại hả, mình đánh giá lại check hả? Mình không chắc như mấy bạn. Có gì mấy bạn coi Strand Grip ở trong đây cũng có nè. Và cách mình đối mặt, mình giải quyết cái sự lo lắng này. The link below this video. À, đúng rồi. Ở trong cái cách mà mình giải quyết nó, ở trong cái đường link của video hả? My favorite piece of advice was number 4. Cái... lời khuyên mà tôi thích nhất là cái số 4. Try to learn anything in the last minute before the exam. Don't try to learn everything, là đừng có học mọi thứ trong cái phút cuối của bài thi, trong cái phút cuối trước cái ngày thi. I find that this just makes people feel more nervous. Tôi nghĩ là cái này nó chỉ khiến cho bạn thêm lo lắng thôi. Right before the exam, I think it's better actually to use the skill you're being tested on. Before the reading paper, read a newspaper. Before the listening paper, listen to the news. Là ông nghĩ là cái ngày đó là chỉ nên sử dụng những cái kỹ năng được đánh giá để mà ứng dụng thôi. Như là nếu với kỹ năng đọc thì đọc báo, kỹ năng nghe thì nghe tin tức. It's a little bit like a runner warming up for a run. Runner running up for a run. Giống như một vận động viên chạy nè, mình sao ta running up to a run là chạy tới cái chỗ mà mình chạy. Naomi also had some great advice. She says the only advice I have. Ông này đang nói là có một vài bạn comment những cái tip, những cái lời khuyên mà ông này thấy hữu ích, thì bây giờ là một cái bạn khác gì đó. Ông nói cái tên bạn đó rồi đó, mấy bạn có nghe được không? Namin also had some great advice. Nominal, cái bạn tên là Nominal. He says, the only advice I have is feel confident. How? Study the subject deeply enough and it will surely impact on your confidence. I never... The advice I have is feel confident. How? Là cái... lời khuyên của bạn này là hãy thật là tự tin, nhưng mà tự tin bằng cách nào? The subject deeply enough and it will... Rồi, học cái những gì mà mình học đó thì mình học thật là sâu, đủ để fully impact on your confidence. Để mà nó tác động tới cái sự tự tin của bạn luôn. Đó là mình đã rành rồi thì mình sẽ tự tin thi cử, đúng không mấy bạn? I never feel completely relaxed before an exam. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trước cái kỳ thi cả. But if I know I've studied as hard as I can. Nhưng mà nếu tôi biết được rằng tôi đã học cố gắng hết cỡ rồi mà tôi có thể rồi đó. I'll be as confident as I can too. So, thì tôi sẽ tự tin nhất mà tôi có thể. Đó, kiểu vậy. Start work early and do lots of it. RK has some great advice too about then I'll be as confident as I can too. So start work early and do lots of it. Start work early and do lots of it. Là hãy bắt đầu vào cái việc luyện tập ngay sớm đi và làm cái điều đó. Và làm cái điều đó thật nhiều vào. So start work early.
and do lots of it. RK has some great advice too. Rồi ông này nói là một bạn RK gì đó thì có một cái lời khuyên hữu ích nữa nè. About trying to enjoy your studies and doing lots of work too. Là cố gắng tận hưởng việc học của bạn và làm thật là nhiều luyện tập. RK says, it's a good idea to try. Bạn RK nói là đó là ý hay để mà start liking it. If not, you want to love it. Và để mà thích nó và thậm chí là yêu nó. Because it will make a journey of preparation for the exam more comfortable and và nó sẽ khiến cho hành trình chuẩn bị cho bài thi của bạn trở nên thoải mái hơn. Actually, there are always chances that English will become part of you. So talk, walk, sleep, eat, drink, breathe English. Phew, says Ark. Cái comment mình có đọc rồi nè mấy bạn. Cái trong cái bài trước đó là bạn này kêu là việc tận hưởng tiếng Anh là mình ăn ngủ đi đứng nằm ngồi gì thì mình cũng bằng tiếng Anh hết để cho nó không phải là gánh nặng của mình nữa, nó là một cái phần của mình luôn rồi. I get nervous before exams, which used to bother me a lot. And then I realized that when I started to get nervous, I really started to work hard. So actually, I need to worry a bit to really motivate me to get going. So when you... Okay. I get nervous before exams, which used to... Tôi lo lắng trước kỳ thi. ...for me a lot. And then I realized... Và điều đó ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. So when I started to get nervous, và khi tôi bắt đầu thấy lo lắng, really started to work hard. So tôi cũng bắt đầu luyện tập nó nhiều hơn nữa. I need to worry a bit to really motivate me to get going. Rồi, do đó thì tôi cũng lo lắng ít hơn về cái mà tôi sẽ phải trải qua. So when you start to feel nervous, take that as a cue to do some reading. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu lo lắng nhưng mà hãy xem nó là một cái cớ để mà some exam practice, listening, think about your và để mà cái cớ để mà mình luyện tập nghe and so on. You can really use the energy you get from being a bit nervous. Rồi, chúng ta sẽ dùng được cái năng lượng lo lắng đó để mà mình luyện tập nhiều hơn, để lo lắng ít hơn. This week we had our first live event, a Facebook clinic. Tuần này chúng ta sẽ có một cái sự kiện trực tiếp ở phòng khám trên Facebook clinic các bạn. This is where the educators can answer your questions directly on our Facebook. Và ở đây thì educator là những cái nhà giáo dục sẽ trả lời những câu hỏi của bạn trực tiếp. Page. You join the discussion on the page, then you type a question into the comments box. Và các bạn hãy lên cái trang đó, tham gia cái sự kiện này và nhập cái comment của mình vào trong cái mục bình luận. We answer them, and it's great because you can reply to the comments we've added, and we can have a little discussion and really find out the answers to your questions. Và người ta sẽ trả lời cho chúng ta, nhưng mà ở chỗ này không nói như thế nào nè. Into the comments box, and we answer them. And it's great because và chúng tôi sẽ trả lời chúng điều này thật tuyệt. You can reply to the comments we've added and we can have a little discussion. Really fun. Chúng ta sẽ có cái mục trả lời đó, cứ nhấn vào cái nút trả lời thôi và chúng ta sẽ có cái sự thảo luận với nhau qua lại. About the answers to your questions. We have some really interesting ones this time. You can look. Chúng ta sẽ có những cái giây phút thú vị cho cái lần này đây. Put the discussion by clicking the link in step 1.2 and we'll be putting a PDF transcript on the site very soon. We will have more live events throughout the course, so don't worry if you've missed one. Rồi, 1.2 là chúng ta có nói về cái này rồi đó, thì ông nói là nếu mà bỏ lỡ rồi thì cũng sao đâu, tại vì sẽ tổ chức ra nhiều cái đợt như vậy lắm. It's a really good idea to follow the educators on the course. Rồi, rất là hữu ích khi mà mình theo dõi những cái nhà giáo dục ở trong cái khóa học này. Have a look at step 1.1, scroll down the page and you'll see links to all of our profiles. Then, ở trong cái mục 1.1 thì mình
kéo xuống thì mình sẽ thấy tất cả những cái profile của họ ở trên futurelearn.com. Lần trước thì mình kéo mình đâu thấy đâu ta. Get notifications when we post with advice or news about the course. Là việc theo dõi đó sẽ khiến cho những cái lời khuyên của họ được hiện lên khi mà mình học xuyên suốt khóa học này. Next week we'll be looking at the speaking test and these are... Tuần sau chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn vào cái phần thi nói. It's a very popular part of the course. Là một cái trong những cái phần rất là tiêu biểu của cái bài thi IELTS. Find advice on the format of the exam, the kinds of questions you might be asked, and how. Rồi, sẽ theo dõi cái định dạng của bài thi nói nè, rồi dạng câu hỏi mà được hỏi nè. Structure your answers too. Và những cái cấu trúc mà câu trả lời của chúng ta nữa. Be able to record your voice and share the recording on the course for others to give you feedback. Rồi, bạn sẽ phải ghi âm lại cái phần nói của mình và chúng tôi sẽ cho bạn cái phản hồi. And how to structure your answers too. You'll be able to record your voice and share the recording on the course for others to give you feedback. So that's all from me. Thank you very, very much for your participation. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Đó. And I'll see you on the course. Và gặp lại các bạn ở trong khóa học nhé. Mấy bạn thấy không? Người ta chỉ nói trong vòng có 4 phút 16 giây thôi. Mà cái ý cũng rất là nhiều. Thì giống như mình nói chuyện bằng tiếng Việt thôi. Mình nói một chút xíu thôi. Là quá trời chữ luôn. Đó, kiểu vậy. Nhưng mà cái này là văn nói nên là cũng không có đáng sợ mấy bạn ha. Mình cố gắng từng ngày. Hồi trước mình không có nghe được cái gì luôn á. Rồi bây giờ thì mình nghe được từng câu rồi mình dịch cho mấy bạn như vậy là mình thấy mình cũng có sự tiến bộ. Nên là mình cũng... Nhưng mà nó cũng chút chút thôi. Tại vì mình nghe tới đâu mình dừng tới đó mình dịch cho mấy bạn thì ok. Chứ mình nghe một tràng luôn thì mình không nhớ nổi. Hoặc là mình không có nghe được hết. Kiểu như nó bị overload nhiều quá, đúng không? Thì nó sẽ gây cho mình cái sự quá tải. Rồi, hồi nãy Alistair có đề cập đến những cái điều ở phía sau nè. Mình dịch xong cái này cho mấy bạn thì mình sẽ nghỉ nha. Hồi nãy giờ mình làm cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi á. Mình làm cho nó xong cái này luôn đi. Để mà mình qua cái bài mới luôn ha. Right, Alistair mentioned Thursday Facebook Clinic là cái phòng khám trên Facebook về thấu hiểu IELTS vào bữa thứ 5. Mình mở cái đường link coi. Alina's checklist for dealing with nerves. Này, hai cái. Namin's comment là bình luận của Namin's. Right. Cái này là những cái checklist, là những cái mục cần hoàn thành đó, những cái danh sách để mình checklist mình hoàn thành là mình đánh vô, kiểu vậy. Là mình dịch cái này là checklist luôn nha, mấy bạn cũng hiểu mà, đúng không? Là cái list để mình check vào thôi, checklist danh sách kiểm tra. Checklist của bạn Elena cho cái việc xử lý với lại nỗi âu lo, nỗi lo lắng. Rồi, RK's comment là cái bình luận của bạn RK. Rồi, RK thì ra chữ R, chữ K thôi. Rồi, cái study group, the Facebook study group là cái nhóm học tập ở trên Facebook. Đó. Ngày mai mình sẽ đọc một vài cái này ha. Chứ bây giờ mình đọc là cái bữa học của mình nó sẽ dài, ơi là dài luôn. Rồi mình cho nó vào danh sách đọc đi. Đó, danh sách đọc. Bạn bình luận của bạn Elena mình cũng cho vào danh sách đọc luôn. Và danh sách đọc luôn. Ngày mai mình sẽ đọc lại tổng quan nha mấy bạn.
Cái này là cái group ở trên Facebook nè. Cái group này thì mấy bạn lên Facebook mấy bạn theo dõi. Bữa sau thì mình sẽ không có nói về cái group này. Rồi, tiếp theo. Cái phần màu hồng hồng này thì ngày mai mình sẽ nói kỹ hơn ha. Rồi, check your progress là kiểm tra cái progress là cái tiến trình của bạn. Now that you've read the week, the end of week one. Bây giờ là bạn đã đến được cái phần cuối của tuần 1 rồi. Click the progress icon at the top of the page to see your progress page. Là sao? À, nó có cái nút progress nè mấy bạn. Progress. Nhấn vô cái link thì nó cũng ra cái này. Mình nhấn vô cái này nó cũng ra. Cái nào cũng được hết. Nhấn vô thì nó ra cái progress như vậy nè. Đó. Phần trăm hoàn thành của mình của mỗi step là 71% rồi. Đó. Ở đây người ta giới thiệu cho mình cái certificate. Là nếu mà mình mua cái certificate này là 40 đô. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc mà mình tiếp thu á, nó vô trong mình này, nó mới quan trọng. Còn cái này thì nó có thì nó khiến cho mấy bạn vui thì nó cũng tốt. Nhưng mà nó hơi tốn tiền đúng không? Rồi. Rồi. Bạn đã đạt được phần cuối, nhấn vô cái biểu tượng progress để ở trên cùng của cái trang để mà xem cái trang tiến trình của bạn. It will show what percentage of the course steps you have marked as complete. Người ta sẽ cho bạn thấy là bao nhiêu phần trăm của các bước trong khóa học mà bạn đã đánh dấu là hoàn thành rồi. Once you have completed at least 50% of the steps in the course, một khi mà bạn đã hoàn thành ít nhất là 50% các bước ở trong khóa học, you will be eligible to purchase the future learn statement of participation. Là bạn sẽ đủ cái quyền để mà chi trả cho cái giấy chứng nhận tham gia khóa học trên Future Learn. Đó, như là cái hình ảnh nó hiện ra mà mình cũng nói với mấy bạn đó. This certificate is a great way to show your interest in learning English and is evidence of your engagement in this course. Đây sẽ là một cái chứng nhận. Đây, cái chứng nhận này sẽ là một cái cách tuyệt vời để mà cho thấy được cái sự yêu thích việc học tiếng Anh và là cái minh chứng cho cái sự đã gắn engagement, là cái sự mà mình đã gắn kết với cái khóa học này, đã bỏ tâm sức vô cái khóa học này, engagement. Nó có thể cũng được sử dụng ở dạng minh chứng cho cái việc phát triển nghề nghiệp tiếp diễn. Cái này là một dạng, chắc là một dạng CPD, một dạng giống như hôm bữa mình cũng có tra về cái học tập gì đó, học tập trước gì đó. Nó cái dạng thức của nó như vậy, continue professional development. Các bạn muốn thì mấy bạn tra thêm cái này, mình đọc mình tìm hiểu thêm ha, nếu có thời gian. And makes a great souvenir, là và đây cũng là một cái vật kỷ niệm rất là tuyệt ha. Rồi, coming up in week 2 là sắp tới ở trong khóa học 2 chúng ta sẽ có gì nè. Đó, coming up in week 2. Next week we'll be looking at the speaking test in more detail. Là tuần sau chúng ta sẽ nhìn vào cái bài thi nói chi tiết hơn nữa. If you want to get started straight away, go to the to-do list for week 2. Nếu mà bạn muốn
bắt đầu ngay luôn thì hãy đến cái phần danh sách những việc cần làm cho cái tuần 2 đi nào. You can always use the to-do icon at the top of the page to see what's coming up or go back to previous weeks and catch up. Bạn luôn luôn có thể sử dụng cái to-do icon là cái biểu tượng những việc cần làm ở trên đây nè, to-do icon nè mấy bạn. Đó, danh sách những việc cần làm. Ở cái trên đỉnh của cái trang này, trên phía trên của cái trang này, để mà xem coi cái mà sắp diễn ra hoặc là trở lại cái tuần trước, trở lại những cái tuần trước và catch up và bắt nhịp kịp cái tiến độ của chúng ta. If you haven't completed every step by the end of the final week, nếu mà bạn không có hoàn thành tất cả các bước, mỗi bước vào trong cái cuối của cái tuần cuối, don't worry, đừng có lo. The courts will remain open to you so that you can carry on at your own speed. Thì cái khóa học này nó vẫn được duy trì ở được duy trì là mở để mà bạn có thể là bạn tiếp tục thực hiện cái khóa học này, tiếp tục học ở cái tốc độ của bản thân bạn. Rồi, British Council. Những gì đang nói thì được bảo chứng bởi British Council. Rồi, ngày mai chúng ta sẽ xem những cái link màu hồng này kỹ hơn ha. Chỉ có những cái đó thôi. Rồi, chúng ta sẽ học Discourse Marker và học phần tiếp theo. Rồi, bây giờ mình nhấn Mark as Complete. Là... đó, mình đánh dấu hoàn thành xong thì nó hiện ra. Cái này rất là dễ thương là tuần đã được hoàn thành, bạn đã hoàn thành cái tuần 1 của khóa học Understanding IELTS. Right. Well done on finishing week 1. Now may be a good time to share your achievement with family, friends and colleagues. Là tốt quá, bạn đã hoàn thành được cái tuần 1 rồi. Bây giờ có lẽ là một cái lúc tốt, một cái lúc thích hợp để mà chia sẻ cái thành tựu của mình với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đó, người ta kêu mình nên chia sẻ. Đó, nó có Facebook, Twitter, LinkedIn hả? Đọc là LinkedIn, mình không chắc như mấy bạn. LinkedIn hoặc là email. Rồi, khóa học bữa học hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.